Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023. Với 71,25 điểm, Quảng Ninh vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 dẫn đầu bảng xếp hạng PCI. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh dẫn đầu PCI và năm thứ 11 nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Về chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023, Quảng Ninh có tổng điểm của cả 4 chỉ số thành phần là cao nhất, dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm. Đây là bộ chỉ số được khởi xướng từ năm 2022 với ý nghĩa góp phần chung tay từ phía cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền địa phương vào thực hiện chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ về giải quyết những thách thức lớn toàn cầu, trong đó có các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Kết quả này thể hiện sự đánh giá công tâm khách quan của nhà đầu tư doanh nghiệp, ghi nhận đúng mức những nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống chính trị, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và sự hài lòng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.